Chào cả nhà. Đây là cái hình ảnh răng của bạn Thanh trước khi mà bạn ấy làm răng sứ. Trước đây thì là cái thế hệ 7X ấy, là các bạn biết đều là những cái thế hệ mà nhiễm tetraxilin rất là nặng. Đây là răng của bạn Thanh đã được chám composite trước đó rồi. Nhưng mà cái tình trạng mà khi mà chám composite thì cắt răng nó rất là dày và nó có cái hiện tượng là bám cái mảng bám phía cổ răng, và một số răng là nó bị chám để nó bị dính liền với nhau là không vệ sinh răng miệng được, dẫn tới sâu răng. Thì đây là cái hình ảnh bên ngoài, các bạn có thể xem. Đây là khi mà mình bóc cái lớp composite ra ấy, thì nó thể hiện ra là cái màu răng phía trong nó rất là đen. Nhưng mà cái màu răng của bạn Thanh này là bị nhiễm tetraxilin và nó sẽ không giống bất cứ một cái que sau màu nào cả, rất là tối màu. Thì đây là một cái trường hợp mà cái để che màu như này là rất là khó, thì mình có tư vấn cho bạn ấy là cái sứ Imagic, tức là có cái lớp zirconia ở trong thì nó sẽ che được cái màu tối màu này. Thứ hai là cái có cái sứ Imac ở phía ngoài đắp theo lớp thì nó sẽ tạo được cái độ trong tự nhiên, tức là nó có một cái độ rất là độ sâu của cái sứ Imac lớp đắp lớp phía ngoài, cũng như là cái phần trong là có thể che được cái màu quỳ của rất là tối, nhìn nó rất là tự nhiên. Bạn Thanh thì do cái công việc của bạn ấy cũng hay phải tiếp xúc với khách hàng, và cái da thì thực ra là da của bạn ấy cũng không phải là quá trắng so với người da châu Á, nên là bạn ấy chọn muốn là có một cái màu răng nó tự nhiên, nó hài hòa với cả cái màu da của bạn ấy, chứ không phải là trắng quá giống như là một số các bạn bây giờ, các bạn diễn viên bây giờ người ta chọn màu răng rất là trắng, nhìn nó rất là không thật. Thì cái màu này bạn ấy chọn thì nó rất là thật, phù hợp với màu da của bạn. Nên là các bạn có thể nhìn trên khuôn miệng của Thanh ấy là cái màu răng nó rất là thật thôi. Đấy. Để trả lại đúng cái màu răng của bạn ấy. Nếu như mà ngày xưa mà không uống tetraxilin thì chắc là màu răng nó sẽ như thế này. Mình thấy rằng là mình đã được thay một bộ răng mới, cũng như thể là mình đã có một cái gương mặt mới sau khi mà mình lắp răng sứ này. Thì mình cảm thấy là cái sự tự tin khi mà nói chuyện và giao tiếp nó tự tin lên rất là nhiều. Thì mình cảm ơn nha khoa.